Vâng, xin chào các bạn. Hùng hôm nay thì đang có nhu cầu tìm hiểu về một mẫu xe nhỏ có khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị này. Gầm lại phải cao cao một chút để có thể đi được những con đường hơi xấu xấu như thế này. Và vị trí ngồi lái cũng phải hơi cao để mà chúng ta có thể nắm tay nhau đi thật xa. Và xin phép không dài dòng nữa. Hôm nay Hùng và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về mẫu Ford EcoSport phiên bản Titanium với động cơ EcoBoost 1.0. Và thưa các bạn, ngay sau khi tìm được một mẫu xe đủ các tiêu chí rồi thì Hùng sẽ bê chiếc xe đạp to này lên. To, nặng, hơi nặng. Ít tiền cho nên là mua xe đạp đấy, đặt vào. Và cũng vừa vặn. Tuy nhiên để được một chiếc xe đạp to như thế này thì Hùng nghĩ khá là tốt. Hơi đáng tiếc một chút là nếu như cái hàng ghế thứ hai này nó gập phẳng xuống thì sẽ có nhiều cái diện tích hơn. Và Hùng có thể được để đôi dép vào đây, phải đổi giày để review cho lịch sự. Và các đồ nhỏ như thế này thì Hùng sẽ xếp vào rất nhiều cái ngăn chứa đồ thông minh ở hai bên cửa, ở dưới ghế và xung quanh xe của EcoSport. Và đó chính là lý do tại sao Hùng lại gọi EcoSport nhỏ nhưng lại có võ. Và như các bạn thấy thì Hùng đang chạy mẫu xe nhỏ EcoSport này trên một con đường có độ bám thấp. Và đường này rất trơn đấy nha các bạn. Nếu mà chạy cao thì không phải đơn giản đâu. Với những mẫu sedan tôi nghĩ tôi sẽ không đủ tự tin chạy như thế này. Và xe có thể hơi trượt một chút. Và qua cái điều kiện như thế này thì tôi có thể cảm nhận rõ, rất rõ đấy, rất rõ cái sự thay đổi lớn giữa cái gắn kết giữa vô lăng này, khung gầm của chiếc xe này. Lái rất thích, nó chắc. Sự mẫu xe nhỏ như thế này thì với giá như thế này tôi nghĩ là hoàn toàn có thể chấp nhận tốt ở cái điều kiện lái như thế này đó. Các bạn có thể là 6-70 trên đường trơn như thế này. Thưa các bạn, để có thể cảm nhận rõ được cái sự ổn định của khung xe, sự thích thú đối với cái vô lăng này khi chúng ta chuyển làn liên tục như thế này, chúng ta đánh lái gọi là chạy zig zag hay slalom liên tục như thế này, thì Hùng đã có chuẩn bị một cái xa hình tương đối là chi tiết. Ở đây Hùng sẽ tăng tốc lên đến điểm phanh giảm để bắt đầu bắt slalom, sau đó lại tiếp tục tăng tốc lại điểm phanh để cua tròn. Thì đó là những cái có thể mang lại cái trải nghiệm khá là thích thú cũng như hiểu rõ về cái động cơ EcoBoost trên cái mẫu xe EcoSport này. Và đặc biệt chúng ta có thể cảm nhận rất rõ khả năng của nó. Và tăng tốc lên ạ. Động cơ turbo, động cơ EcoBoost tăng lên. Đấy, vòng tua rất cao. Turbo mở thì vòng tua cao lên. Đấy, 80, phanh, giảm tốc, bắt cua. Đó, các bạn có thể thấy tay lái chắc. Đây có lẽ là cái thay đổi rất là lớn trên cái EcoSport này so với cũ. Và thậm chí nó không hề thua kém bất kỳ cái đối thủ nào đâu. Đó, sự thay đổi tạo nên sự xuất điểm phanh. Qua điểm Apex tăng lên. Đấy, đó, vòng tua lên rất cao. Ở một quãng đường rất ngắn nhưng tôi có thể đẩy được vòng tua lên cao. Tất nhiên đây là trên đường bằng mà thôi. Và chúng ta sẽ là về đích ở tốc độ bao nhiêu trên một quãng đường như thế này. Wow, gần 100 rồi. Giảm tốc. Đó. Tôi sẽ thử lại một lần nữa. Đấy, vòng tua rất cao. Moment xoắn cực đại của mẫu xe này là khoảng 170 Nm ở vòng tua 4.500 phút. Và công suất cực đại là 126 mã lực ở vòng tua là 6.000 vòng, khá cao. Tuy nhiên tôi phải nói rằng là cái vòng tua từ 3 đến 5.000, hơn 5.000 của mẫu xe này khá tốt. Và bây giờ tôi tiếp tục đẩy lên trong một cái quãng đường rất ngắn. Tốc độ bao nhiêu? 190 và phanh bắt. Đó, tiếng lốp nghe rất ngon. Thực sự mà nói, cái sự gắn kết giữa vô lăng, thân xe, người và đường trên cái mẫu xe này, một mẫu xe rất nhỏ, khá là tốt. Đó, điểm phanh, tôi kiểm soát phanh. Rồi, giữ qua Apex đạp hết ga lên. Thưa bạn, thực sự mà nói khi cầm lái EcoSport thì cái điểm thích nhất vẫn là cái tầm nhìn nó khá tốt. Chuẩn mẫu SUV cỡ nhỏ. Nếu như mà nói ở cái tốc độ thấp chúng ta hay dùng di chuyển trong đô thị á, từ 0, 20, 30, 40, 50, 60 thì EcoSport có cái khả năng cách âm khá là tốt. Nó loanh quanh khoảng 57, 58 thôi. Tất nhiên cái điều kiện đường hôm nay là Hùng đang chạy trên cái đường từ Hà Nội đi Nội Bài.
Trong ngày hôm qua thì Hùng có chạy thử trên cái đường cao tốc Đại lộ Thăng Long ấy, thì tiếng rội từ gầm vào tiếng lốp nó nhiều hơn, tức là cái điều kiện mặt đường nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái độ ồn. Và đặc biệt ở cái vòng tua thấp cũng như cái giải tốc độ thấp từ 0 đến 60 ấy, thì EcoSport phải nói là hoạt động mượt mà. Nó mượt mà từ cái việc mà mình tăng tốc cơ, đến cái việc cái hộp số này nó chuyển mượt lắm. Và cái độ ồn trong cái điều kiện như thế này ở tốc độ khoảng 60 km/h thì nó cũng dưới 60 decibel theo cái máy đo độ ồn của mình đo. Và thậm chí lên đến 80 thì nó cũng chỉ nhích thêm 2-3 decibel mà thôi. Đấy là những con số khá tốt. Nhưng mình nghĩ cái ảnh hưởng của mặt đường nó sẽ tác động đến rất nhiều. Và mình khi mình chạy cái mẫu EcoSport này có cảm nhận là cái phản hồi của cái mặt đường và cái vô lăng cũng như cái điều khiển này nó khá tốt. Có thể cái bộ lốp sử dụng trên EcoSport nó cũng là lốp Michelin. Lốp này thì gọi là hàng có thương hiệu rồi. Thưa bạn, với những cái mẫu xe được trang bị các cái công nghệ giao tiếp thông minh giữa người lái với xe thì nó sẽ mang lại sự an toàn rất là tốt. Ví dụ như một cái thử nghiệm sau, ví dụ như mình đang đi như thế này, cần ra lệnh cho vợ tối nay nấu bữa tối ngon nhất, thì mình chỉ việc bấm vào đây, call my wife. Vâng, tôi phải tắt đi thôi chứ không lỡ mà vợ nghe được thì tối nay ngủ gầm giường quá. Tất nhiên những cái tính năng như thế này thì chúng ta nên đặt bằng tiếng Anh. Vâng, và bây giờ là bài kiểm tra xem nội công của EcoSport tới đâu. Đai đen đỏ xanh vàng tím nào. Bây giờ tôi đã mời thêm hai anh bạn camera ngồi lên xe. Và con đường ở nơi đây thì có độ dốc phải nói là phải đạt tới 10%, độ dốc khá lớn. Và chế độ đang sử dụng là chế độ D, không có vấn đề gì. Cao dần lên một chút. Vòng tua máy khá, vòng tua máy phải trên 4.000 thì nó mới lên được. Và chế độ này tôi mới sử dụng chế độ D nha các bạn. Thực ra với những cái mẫu xe nhỏ như thế này thì đi đường đèo dốc không phải là một lợi thế. Nhưng với EcoSport SUV, SUV cỡ nhỏ, chúng ta xem nó như thế nào. Đường khá ngoằn nghèo, tốc độ duy trì 5-60 km/h đấy. Khá tự tin với cái khung gầm và cái hệ thống lái của EcoSport. Thực ra nếu mà chạy có đà thì tôi nghĩ không phải là vấn đề quá lớn. Và tai có hiện tượng hơi ù nha các bạn, do thay đổi độ cao. Thậm chí nếu như dốc quá thì chúng ta có thể kéo về L để chạy tua máy cao hơn. Đó. Tua máy cao hơn hẳn 5.000. À, 6.000 hơn 5.000. 6.000 cơ. À, cao quá, mình lại về D thôi. Phi vun vút, nói chung là nếu mà chạy có đà thì rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử, tôi sẽ chọn cái đoạn để tôi sẽ thử khởi hành ngang dốc thôi. Với một mẫu xe cầu trước như thế này thì việc vòng tua khá cao và công suất cao thì nó sẽ vừa phải lái vừa phải cung cấp moment thì nó sẽ không sướng bằng những mẫu xe cầu sau, thậm chí là hai cầu chủ động. Bây giờ tôi sẽ dừng giữa dốc D3. Wow. D3 nha các bạn. Lên nào, bắt đầu không có đà, dốc này 10%. Lên đi, vòng tua máy lên bao nhiêu? Lên bao nhiêu để chế độ D. Lên. Giả dụ lên một chút là lại phanh lại có xe chẳng hạn thì lại lên tiếp. Tiếng động cơ thì chắc chắn rồi, nghe rất là rõ. Tua máy cứ 4-5 ngàn rồi. Nói chung chạy xe nhỏ mà đi đường đồi núi thì sẽ không thích bằng những mẫu xe hiệu suất lớn hơn, kích thước to hơn. Nhưng với EcoSport như thế này thì tôi nghĩ là không phải là quá tệ. Đặc biệt với cái hộp số mới này, nếu như có điều kiện thì tôi sẽ chạy cả ngàn cây số ở đường Tây Bắc để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng với cho các cái điều kiện thử trong ngày hôm nay thì tôi nghĩ không có vấn đề gì với những con dốc 10% như thế này. Đó, ù tai nha, các bạn phải ngáp một cái. Bây giờ tôi sẽ xuống dốc. Xuống dốc. Xuống dốc và thử cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Bấm ngay trên cần số này. Xe vẫn vi khá nhanh.
Nhìn chung là nếu như chế độ xuống dốc thì tôi vẫn thích chế độ số cộng trừ hơn. Hiệu quả nó mang lại không rõ rệt. Và với cái khi xuống dốc cao, cái độ cao, độ dốc nó phải 10% như thế này thì tôi nghĩ là phải dùng chế độ L thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, vòng tua máy nó khoảng hơn 5.000, 4.000 thì nó sẽ ghim cái động cơ lại tốt hơn. Chứ còn nếu mà, đây, để đề các bạn có thể thấy qua màn hình đấy. Và cái khả năng tốc của nó, tốc độ nó sẽ tăng lên rất nhanh. Các bạn có thể thấy qua màn hình đồng hồ. Đấy, từ 34 lên, bắt đầu lên nào, 39, ồ, 4 mấy, ôi, và nếu mà tôi thả lên thì nó còn lên nữa. Và tôi vừa phải phanh lại. Thì thực sự khi mà đổ đèo với độ dốc khá lớn thì chúng ta nên sử dụng chế độ L và chọn cái tốc độ hợp lý thì nó sẽ an toàn hơn. Còn về cái vô lăng và cái sự gắn kết giữa xe với người lái với đường thì nói chung là khá tốt với một mẫu xe nhỏ như thế này. Và đặc biệt cái khả năng quay đầu giữa đường ở đường đèo, tất nhiên là chúng ta phải điểm an toàn, thì là một lợi thế của EcoSport, nó nhỏ. Camera lùi thì rất là to. Tốc độ chuyển đổi, tốc độ hiển thị màn hình cũng rất nhanh. Một số mẫu xe thì nó sẽ chậm hơn. Công nghệ điện tử trên các dòng xe Ford ngày nay khá là tốt. Có thể nói cái hộp số 6 cấp mới trên cái EcoSport này hoạt động khá là tốt ấy. Những hình ảnh vừa rồi cũng xin thay cho lời kết của chương trình. Chúc các bạn luôn an toàn trên mọi hành trình. Đừng quên chia sẻ và subscribe kênh các bạn nhé.